Chụp cái kia về mà xem cái thơ đây. Đền Tuần Phong, thờ tứ tiện Thái Nguyên. Đền Tuần Ngoài, thờ ông Hoàng Chín, còn gọi là ông Chín Tuần. Đền Tuần Ngoài, tòa hạ trên núi Thẳng Lằn, nơi mà thượng núi mặt bốn phương cổ kính, trong tín ngưỡng dân gian, tấm đế chính được suy tôn là ông Hoàng Chín, tấn trưởng từ đại môn luôn phù hộ cho thái dân nhân quận giáo hòa thường thường yên bình hằng. Để mà công đức Trần Hữu đến. Đến nhỉ? Đến đây. Đến mà. Đến chữ đến đây. Đấy đúng rồi. Quê hương phân tích Tiên Du Bắc Ninh. 50k. Lúc này thì mình đang ở đèn con ấy. Thế nên là mình cũng tranh thủ theo đoàn tranh thủ được thắp hương rồi thì là đi quanh đèn cờn quay cái mỹ cảnh cho các bạn xem. Trước cửa đèn cờn các bạn thì có những cái khung cảnh rất đẹp các bạn nhé. Dưới chân mình đây là những cái dạng đá này các bạn này, dạng đá mà sóng biển vỗ giặt rào trước mặt là biển. Cảnh quan rất chi là tuyệt vời các bạn. Nếu một lần các bạn đến đây thì cùng đi ngắm cái cảnh biển nó rất đẹp các bạn. Dạng đá khá đẹp kia. Tắm đi Trang ơi. Em xuống đi. Đi. Đèn cờn. Đây vẫn là bờ. Bờ gì đảo ấy là bờ. Kia vẫn là bờ cơ. Đi vòng ra đây nơi. Là cái người cũng như quả núi này. Nó cũng như cái này nhô ra đúng không? Cũng lại bẩn thế nhỉ, kéo dọn. Đây là đầu cống ra. Anh nào giờ mà bơi một cái tôi đây ra. Đây là cửa cống con đó. Nhưng mà cối. Mấy chục cây đâu ngà. Ưỡi. Bơi được ra. Đâu ra. Cả mấy chục cây. Mấy chục cây. Mỗi cây phải tầm 30 cây. Ôi ôi kìa. Nhìn như này thôi, nhìn như này thôi, nhìn như bay đúng mày. Mới chủ tâm còn mới đây thì sao? Thế? Bao nhiêu cây vậy? Mấy chục cây. Xin phép. Mắt thường mà nhìn là có mặt mấy chục cây được. Mắt thường nhìn mới được có hơn chục cây số. Mà khỏe nhìn mấy chục cây. Đúng là đéo lấy được vợ. Vô tận. Đo đi xem là có được không? Vô tận. Đưa ra kia phải... Không 30 cây, phải 20 cây. Tập. Gì cái chuyện này gần thế thôi.
bốn năm cây thì cũng là nó là một cầu ra đấy rồi. Thế thôi. Hả? Chỉ thế thôi. Bốn năm cây những năm cầu nữa rồi. Đèn con nhiều cá. Đây là cá lai, còn con cá kia là người ta. Đây là cá lìa lừa biển. Cá lìa. Cá lìa biển. Chim phóng sinh à? Chim trong lồng, chim bay ra. Chim để vào lồng như này, chim lại thả ra rồi gì đấy. Hai cá bóng biển này, mực một nắng này có mê bê nó là 40.000 một lồng thôi. Ôi giời, rẻ thế. 40.000 một lồng. Bao nhiêu? Cả lồng. Ở đây. Cả lồng. 130 lồng luôn. Lên sóng xem may mắn. Mấy? 130 lồng bắn rẻ cho anh chị nhá. 130 lồng. Quay này, em lên cho anh nhá. 80.000 này. Anh ơi. Đi nước quay lại. Hai. Tôi không mua đâu. Con này giúp đầu cho tôi rồi. Ôi trời ơi, cả. Quản lý Thịnh Hoa mạnh lắm, ngon lắm không? Rồi, phải ở đây mới là ngon à. Thì thử rất nhẹ ăn, vừa ăn. Không mặn quá không ăn được. Mặn quá không, nói cha nghe. Mặn quá không ăn được. Đây là Quảng Ngãi, là Quảng Bình. Đấy là có như Quỳnh Lưu ạ, Nghệ An ạ. Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chứ chưa phải Nghệ Tĩnh à? Cái bác ở ngoài cũng ngại, có trả lời không biết thì phải hỏi. Không biết được hỏi. Có phải. Bây giờ cho ra sàn đất chỗ này nằm khu đất để ở đây ngon. Sàn ngay, không phải là chỗ này nó được sàn, được phép sàn nó sàn tổng cộng nằm nhà lỗi. Đây làm nhà lỗ. Ở đây nó kè ở đây phát nó đổ đất ra. Nhưng mà đây nếu mà được phép thì nó sàn hết cả khu vực này luôn. Đây nếu mà nó chưa làm thì làm được không? Yeah. Nhiều tiền đấy rồi. Nhiều tiền tí thì nó gọi thầu ngay. Chỗ này là đất của Việt Nam. Phải. Đất Việt Nam mình muốn làm gì nào? Đất Việt Nam thì chẳng qua mình chưa làm mình. Đất của Trung Quốc à? Ông nộp một cây hoa gì thì ông nộp. Hoa này là không biết là cây gì, không được biết. Anh biết hoa gì không? Hoa vàng. Nói thế thì ai chả nói được. Ờ thì nó là hoa vàng. Nhưng mà tên của nó là gì thì tên của cây thì mình không biết, nhưng mình biết tên, mình biết cái hoa này là hoa vàng. Gọi là cây hoa vàng. Đấy. Hoa vàng thì đứa 1 tuổi nó cũng biết, nó có màu là màu vàng thôi. Một màu vàng. Mới biết nói nó màu này màu vàng đẹp đấy. Nên đèn còn thì hai bên sườn này các bạn nhé, hai bên sườn đường này này. Hả? Không, vườn hoa. Cao cùng tiến này. À, sửa sang đẹp ghê, có tiền công đức vào nó là chùa chiền là đẹp hết, có tiền vào là đẹp hết. View mà từ trên bến cái thuyền này là đẹp. Sống đây đến đây thì không muốn về, trước đây là chỗ này là nó còn thô sơ, nó bây giờ làm hết rồi. Còn đến đây đi ăn xong gì đâu đi. Chục kia về mà xem cái thơ đấy, cái đẹp con đấy. Đền Tuần Phong thờ tứ vị Thái Nguyên, đền Tuần Ngoài thờ ông Hoàng Chiến, còn gọi là ông Chiến Tuần. Đền Tuần Ngoài tòa lạc tương núi Trần Lạc, lưng tựa núi, mặt hướng sang biển lớn. Trong tín ngưỡng dân gian, tấm lễ kính, khi ông đã ông Chiến Tuần, tấm lễ đây là khu quanh đèn cờ các bạn. Ở khu này thì đây là biển, trước mặt đèn cờ là biển. Buổi sáng ra thì ánh nắng rất chi là chói chang các bạn, nắng gắt lắm. Mình quay cho các bạn qua. Không nhỉ, cái máy này của nó không chói. Máy này nó có cảm biến thông minh.
chống rung tuyệt vời, kể cả chạy. Đó này là camera hành trình ở ô tô, lắp ô tô. Rồi. À, xuống công đức anh. Xuống công đức anh. Bao nhiêu công đức ạ? Yếu cái bao cúng em. Dạ. Tổng cúng có 3 tổng cúng bao nhiêu? À, thêm đấy ạ. Không mang hát tiền cho người ăn xin, gây lộn xộn thấp thủy quan của đền làng. Thì không được. Có gì đấy? Mạnh ơi! Mạnh ơi! Đông anh không? Dạ. Trần Hữu Đến. Đến nhỉ? Đến đây. Đến mà. Đến chữ đến đây. Đấy đúng rồi. Quê hương phân tích Tiên Du Bắc Ninh. 50k. Chú đây à? Khỏe à? Thật, hỏi thầy đi. Nguyễn Văn Thái. Mỗi năm thẻ trẻ đó. Chú trẻ đâu thầy? Ông thẻ đấy, nhớ mình khấn, mình tên tuổi, nhớ mình lúc phân tích Tiên Du Bắc Ninh. Văn Thái à? Vâng. Tiên Du Bắc Ninh. Phân tích luôn. Vâng, kia trẻ đúng kia. Không, chậm mình ra mình tự được khấn thì mình chỉ rút đấy. Tự rút thì còn mình cho mình ra ở ngoài kia có người giải sao? Vâng, em thấy bên kia có người giải. Đúng rồi, ra kia mình tự rút. Chả thật sơ đó. Công đức thì vào. Đó. Mày rút cái thẻ à? Mày có thẻ à? Ôi. Lúc này thì mình đang ở đèn con ấy, thế nên là mình cũng tranh thủ theo đoàn tranh thủ thắp hương rồi thì là đi quanh đèn con quay cái mỹ cảnh cho các bạn xem. Ôi biển chiều lay quá, kinh khủng các bạn. Trước cửa đèn con các bạn thì có những cái khung cảnh rất đẹp các bạn nhé. Dưới chân mình đây là những cái dạng đá này các bạn này, dạng đá mà sóng biển vỗ thật rào. Trước mặt là biển. Cảnh quan rất chi là tuyệt vời các bạn. Nếu một lần các bạn đến đây thì cùng đi ngắm cái cảnh biển nó rất đẹp các bạn. Dạng đá
khá là nhiều. Cái dãy đá này thì nó kiểu như là bám theo cái sườn núi các bạn. Nên là ở trên này chúng ta nằm đường, bên dưới là phần đá. Đây là cảnh rất đẹp, chụp ảnh review buổi sáng thì nó hơi lắng. Quá đẹp các bạn. Đền Cơn, Đền Cơn thuộc địa phận Nghệ An. Quả là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà hơi nắng quá, sóng vỗ. Ở trên này là Đền Cơn các bạn. Đây là khu vực Đền Cơn. Xung quanh Đền Cơn các bạn rất nhiều hoa nhé. Cái hoa vàng thì mình không biết nó là loài hoa gì đâu, nhưng mà tuyến hoa vàng. Đây có cây dứa này, cây dứa to vĩ đại luôn. Đây, này mình đã đi ngược lên các bạn. Đây ngược lên đền nhé. Đấy, thùng thùng rác ngay trước mắt nó không vứt đéo đâu. Lúc này thì anh em tôi là vừa trên Đền Cơn xong, bây giờ đi xuống các bạn ạ. Đấy, bên cạnh tôi có thằng em. Đấy, chuyến đi này là đoàn thì mỗi người một nơi, nhưng đều ở Bắc Ninh cả các bạn. Thì mỗi cái đường hoa này đẹp. Cái này mua cái này selfie này nhiều anh em vào phết. Vào thả tim phết. Mua để nghịch chơi. Thì vừa thả vừa để vui mới đi thả tim ấy. Chia sẻ. Chỗ này hơi tối, chỗ này mát thế nhỉ. Cây rậm rạp này mát. Cái này ở đây mùa lắng lóng nhất nó vẫn bình thường này, bởi vì nó không khí này. Bạch đàn trắng. Cái này giờ chỉ nó cối. À làm giấy. Làm giấy. Bạch trắng làm giấy. Bạch đàn trắng này ở mình hết rồi nhỉ? Mình hầu như không còn. Còn nhưng mà ít ở trên chỗ. Giờ mình đã chuyển sang keo hết. Keo. Nhưng mà bạch đàn trắng bây giờ chắc chỉ còn khoảng vài trăm cây thôi. Đối tích thì bây giờ tuần là thông không? Thông. Keo này nó cũng chặt hết đi rồi. Chặt để nó trồng thông thì nó đẹp hơn. Keo mà sạch. Thông là nó giữ được đất. Với đất ban hơn. Không có lá rụng mấy. Thế nên bây giờ nhà em ở trên đồ tích là bán hàng. Em bán hàng. Em ở trên đấy có hai chỗ bán hàng. Doanh thu kiếm được nhỉ? Trên đầu tiên thì kiếm được. Kiếm được. Như là cái vụ mà đầu năm nhỉ? Đầu năm thì ngon. Chuyên bán nước các thứ thì. Bán hàng quán, bán nước. Đây uống nước này nhá. Còn có miếng nước dừa này. Ở đây thì. Được rồi, ra đây tí sau quay lại. Đấy cái xì á nhỉ? Còn cái này cái gì? Quên. Hôm nay thì đoàn mình đang nghỉ chân tại Đền Cơn để uống nước và đã đi lễ xong. Khu Đền Cơn rất đẹp các bạn. Đây là sông mình là thuyền là. À bây giờ bà dán luôn đây. Ông ấy một quả anh. Chị ơi, cái cá này là cá nguyên chứ chưa thôi. Cá không Thank you.
trước cửa đền Cờn các bạn thì có những cái khung cảnh rất đẹp các bạn nhé. Dưới chân mình đây là những cái dạng đá này các bạn này, dạng đá mà sóng biển vỗ dập dào, trước mặt là biển, cảnh quan rất chi là tuyệt vời các bạn. Nếu một lần các bạn đến đây thì cùng đi ngắm cái cảnh biển rất đẹp các bạn. Dạng đá mãi là kia. Cái dãy đá này thì nó kiểu như là bám theo cái sườn núi các bạn. Nên là ở trên này chúng ta nằm đường, bên dưới là phần đá. Đây chụp cảnh rất đẹp, chụp ảnh review. Buổi sáng thì nó hơi lắng. Quá đẹp các bạn. Đền Cờn, Đền Cờn thuộc địa phận Nghệ An. Quả là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà hơi nắng quá, sóng vỗ. Thank you.